Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Ấy, các bạn và mọi người cùng xem nha. Ai chà, hôm nay mình quay bộ 2 Kubota DC100 các bạn. Ai chà, chiếc máy cao pin. Wow, chiếc máy có cao pin các bạn. Hình như đang chạy ngay trang cái găng đường mương đó các bạn. Hiện tại bây giờ nó đang bị sụp hay gì à? Ấy cha, cái máy móc bô luôn. Kéo kìa. Rồi lên ngon lành các bạn. Rồi chiếc cao pin bị lầy. Ấy cha, chiếc cao pin có ý kiến kìa các bạn, tài xế hết hồn đảo luôn ta. Rồi giờ là lên rồi các bạn. Ồ, cái kiến nè, quá đã luôn. Nói chung cái này thì mình gặp anh em đang chạy đó các bạn, cho nên mình cũng thấy rồi mình quay cho các bạn xem. Ai cha, chữ YouTuber nó gì ta, YouTuber cái gì ta, Giang Kubota hả? Đây bạn, máy cài in cái chữ YouTuber luôn. Tài xế mở kiến rồi bạn, hết hồn đã luôn. Rồi các bạn mọi người cùng xem và tham khảo ha. Thì nói chung hôm nay mình thấy thì anh em đang chạy mình quay để cho các bạn cho mọi người xem và tham khảo chứ mình cũng chưa có gặp, chưa có dịp để mình quay chi tiết cho các bạn xem nha. Thì nói chung ra máy mà có bồn này được rồi, mình cũng có quay một lần, nhưng mà cái cao pin này là được rồi, là tài xế nói là gắn của Gube qua nha các bạn. Và chiếc này thì mình gặp cái chiếc này nữa thì cũng không biết phải là chiếc cũ hay là chiếc khác nha. Anh em chạy em quay cho các bạn và mọi người xem và tham khảo. Cái đó phải 100 không mà cái bộ nghe dữ như ta, cái hơi cái mui thì mui 100 mà hay là 95 bên không biết nữa. Quay cái mặt về bển này cho nên mình cũng chưa có thấy rõ hùng. Còn trước mắt thì chiếc cao pin, cao pin thì 100 nha các bạn. Wow, wow, hết hồn đã luôn. Wow. Bồn kiến này thì tài xế chạy bao phê rồi các bạn, quá sướng cho tài xế rồi. Rồi đang chạy ở đây thì đồng dung tôm một cặp, chiếc kia thì theo mình đoán thì chắc không phải 100 quá. Rồi chiếc cao pin bắt đầu chạy các bạn. Vậy là cao pin này chắc cao pin của nó luôn các bạn ơi, có cái quạt gió ở đây luôn nè. Vậy là máy này về chắc máy khác ở dưới đợt rồi mình quay nha, cũng không biết phải không. Cao pin quá đã thiệt chứ. Nói chung đồng mình ở dưới đây thì hồi đó giờ mình quay cũng rất là hiếm, rất là hiếm máy cao pin, không phải dễ có các bạn. Nói chung ra có thì vẫn có, nhưng mà có cái là anh em tại vì đồng mình ở dưới đây á, cầu kỳ nó rất là hơi khó khăn. Trời ơi, cho nên là người ta sẽ tháo ra hết. Nhưng mà cái máy thì có cơ pin thì nó rất là đẹp. Đẹp lắm các bạn. Rồi thêm bụi á, là nó vẽ cho tài xế nữa, không có bụi. Đang cắt giống lúa này thì ST. Ai chà, là nhìn muốn hơi nghiêng nữa các bạn. Người đi trước dọ đường nhúng rồi. Rồi, đang chạy thẳng xuống dưới chỗ mình nha. Quá đã luôn. Cao pin giờ không thấy tài xế luôn nha các bạn. Cao pin mà kiến đen, kiến mát luôn á.
trên đầu luôn ha, để bóng đèn nè các bạn. Đang quá sập luôn, cái lỗ này quá sập. Thì 100 thì các bạn cũng đã biết nha, hàm nó thì 2m7 nha. Máy này thì mình thấy là còn để mở riêng, mở giặt lúa đó các bạn, còn xài mở riêng luôn. Cao biên quá trời mới luôn rồi, quá đã rồi chứ. Rồi cao biên này chắc cao biên của nó luôn nha các bạn ơi, nguyên con luôn, quá đã thiệt. Đã thổ cao biên các bạn ạ, đây xe 100 anh đi anh dọn được trước rồi nè các bạn. Chung chung tôm ở đây thì mé này mình thấy nó hơi nhỏ. Ây cha, chiếc 100 này bên tới luôn nha các bạn. Đây các bạn xem lên mui luôn nè các bạn, rồi ông lên mui này cá tắt luôn, hết hồn luôn chưa, hết hồn lên cái mui không các bạn, đỉnh luôn. Đúng rồi các bạn, nói chung dòng 100 này xài là mình phải biết, mình nói không phải là mình nói gì chứ mình phải biết nha các bạn, nếu mình không biết máy chạy không phao đâu. Máy gặt hậu gia của máy gặt hai râu hai câu hai nè, dán tem nè, có xuống hội luôn, chữ YouTube nữa nè, giảng Kubota. Rồi các bạn nhớ mình cùng xem nha, chiếc máy cao pin qua. Wow, chiếc máy này bình tới nha các bạn. Không biết có bình bơm hay là bình bánh lên bánh gì không thì mình không biết, chứ trước mắt thì mình thấy là lên cái mui nha. Bạn xem kỹ, lên cái mui cao lắm. Lên mui này cả tắc à. Coi nè, nguyên một cái sắt luôn. Hết hồn không? Cái miếng này nó dài thăm thẳm vô trong luôn. Cái máy kia nãy giờ chạy chưa vô tới trong. Lúa sập quá cho nên máy không có chạy lẹ được. Thì nói chung vừa sập mà vừa dẻo thứ này nữa thì mình quay thì cũng không có biết được là máy của mấy bạn mình sẽ binh tốc độ như thế nào hay là binh sao nha các bạn. Vô tình thế này thì không ai chạy tốc độ được. Sập phải một người đi trước dọn đường nữa, các bạn biết đất nó hơi dẻo lắm. Chiếc kia chạy lên tuốt trên kia, rồi các bạn thăm thẳm vô tới trong, nãy giờ mà vô tới chứ chưa có tới nữa. Rồi cây này chắc cây 95 các bạn, tại cái mui nó giống mui 100 nó là 95. Cái hàm ấy thì hàm không có ngồi sau giữa này, hàm 95. Kéo này các bạn coi, đất nó sập rồi, khủng khiếp luôn. Cái vuông này thì bề ngang hơi nhỏ nha, ở đây bề ngang hơi nhỏ, bề ngang theo cỡ 3-4 mét này. À vượt kìa, thòm cao biên đẹp. Trong cao biên vậy thì rất khỏe cho tài xế, không có nắng mà thêm không có bụi nha các bạn. Đã luôn ha. Máy kéo qua bỏ lúa các bạn. Nghiền chào chào. Trời luôn rồi, tài xế. Ê, gớt lúa à. Ô, đạp được các bạn.
lạnh gì ở đó nó khô ha. Tưởng là gớt lúa không, không nhờ đạp lúa. Nó chỉ là lúng cái găng này thôi nha các bạn ơi, cái găng mương thôi. Chứ còn lên trên đây thì gò đầy chế nạp mau phê luôn nè. Tính ra cây này bình cũng phao máy lắm nha các bạn, đất chập mà hút gào gào luôn các bạn nghe, đâu có hự đâu ha, dữ à. Thì các bạn thấy đã lên cái mui là đã tắt thì các bạn cũng đã biết rồi, đất chập cái này các bạn giống biết giống ST nó rất là cao dạng. Và các bạn coi chiếc máy nạp nè, mê luôn á. Lên cái mùi hải hồn luôn. Nó còn chạy không? Tính là có cầu bia này cũng đâu có cao hơn cái mùi gì bao nhiêu đâu nha các bạn.